Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắt Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn một số cái phôi mai rừng ha các bạn ha, mai rừng Phú Yên các bạn nha. Đầu tiên là cây mã XM1. Một cái phôi rất là hầm hố nha. Một cái phôi rất là hầm hố. Rễ đế thì rất là ok các bạn nha. Cây rất là ok. Nu cục cục các bạn nha. Nu cục cục luôn. Hoành ngang ở bên dưới chỗ u đó đó, đó dòng qua đó là nó 61 các bạn nha, 61. Còn ở trên hoành thân thì nó 45 thôi, cái cục u rất là đã luôn nha. Cây cục u rất là đã luôn, mai rừng Phú Yên các bạn nha, cây nó già chát luôn các bạn ơi. Coi này giao lưu anh chị em mình với giá là 1.500.000 ha, cộng với lại là phí ship. Một cái phôi rất là già luôn, rất là già, già khú luôn. Hoành cũ là 60 các bạn nha, hoành cũ u của nó là 60, cây nu cục cục luôn, chiều cao của nó là 60, hoành cũ của nó 61, chiều cao 60. Em nói 60 đi cho nó gọn, khỏi nó lẻ lẻ mất công quá. Rồi tiếp theo là một cái phôi, cũng là một cái phô mai Phú Yên, một cái phôi khá là đẹp nha. Hoành cả cũ của nó là 42 các bạn, hoành cũ của nó khoảng là 42, còn hoành thân của nó thì tầm khoảng 30 thôi. Hoành thân thì nó tầm khoảng 30 thôi nha các bạn nha. Trên này nó có một cái cục u nè, đó, cục u nè, thân lắc rất là đẹp luôn. Chốt dưới này các bạn thấy nó rất ok không? Cây này để chậu rất đẹp nha các bạn nha. Cây này để chậu là rất đẹp luôn. Rễ kia cũng khá là ok nha. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 750.000. Cộng với lại phí ship các bạn nha. Cây đế xổm rất là ok nha. Quá đẹp các bạn ơi. Cây đế xổm rất là đẹp. Cây thân chính của nó thì tầm khoảng 30 thôi. Tầm khoảng 30 các bạn nha. Đó. Rồi tiếp theo là một cái phôi lùng nha. Hoành ngang cổ đế của nó là 40. Một cái phần nó bị lỗ nhẹ. Chiều cao của nó là 33. Thân lắc có một cái chỗ xoắn này nhìn cũng khá hay nè các bạn. Xoắn này nhìn cũng khá hay nè. Bẹ cây lắm nha. Hoành 40 nhưng mà nhìn nó rất là to luôn. Nhìn bề ngang nó rất là to nha. Bè rất là đẹp. Rễ thì có một số chỗ nó bị lỗ nha, chứ không phải là hư, nó lỗ thôi. Ở trên này thì nó cũng bị một cái phần nó bị này nó giống như bị sâu đục các bạn nha. Sâu đục lâu ngày. Xuống khoảng chút xíu là nó hết thôi, chút xíu nó cứng. Chút xíu là nó cứng thôi. Cây này rất ok nè, cây này giao lưu anh chị em mình với giá là 400.000 cộng với lại phí ship ha. Rồi trong video này thì còn mấy cái phôi mai cù. Phôi này đang ngày phôi này em làm em đang ngày 12. Phôi này có hoành của nó, hoành cũ của nó là 50. Chiều cao là 50. Cây này thì rễ nó hơi yếu yếu một tí nhưng mà thân lắc cũng khá là đẹp, có u đẹp, có cái cục ức các bạn, cái ức nhìn cũng rất là hay khéo nè. Phôi này ngày hôm trước thì em bán giá là 850.000, thì ngày hôm nay bớt cho các bạn giảm giá 300, còn lại là 550.000 cộng với lại phí ship ha. BM2 hoành 50, chiều cao 50. Hoành cũ 50, chiều cao 50. Đòn dài của nó thì cả mét rồi nha các bạn nha. Bạn thấy trong hình vậy chứ nó dài lắm. Cây rất là lật nha. Phôi này còn lại là 550.000 nha các bạn nha. Rồi tiếp theo là mã BM7 hoành 37. Cây đế xổm nhìn cũng khéo các bạn. Có hai cái chân trước nó chỏi xuống,
giống như là một cái con chó mà đang đang gọi là ngồi nằm nghỉ nha. Rất hay nha. Hoành 37, chiều cao là 50. Voi này giảm giá lấy hên, anh em mua cho nó trôi chảy luôn nè. Voi này giảm 100 nghìn, còn lại là 300 nghìn cộng với lại là phí ship ha. Còn lại là 300 cộng phí ship. Cây này khá hay, chốt khá đẹp nè bạn. Thân lắc khá hay nè. Đây là mai rừng nha bạn nha, mai rừng Phú Yên các bạn nha. Anh em nào yêu những cái phôi này thì liên hệ ha. Thì ngày hôm nay là em bán sòng sòng xả là em bán mai hết luôn. Rồi một rồi còn một cái phôi u nữa ha các bạn ha, nhưng mà rễ nó hơi yếu. Rồi tiếp theo là một cái phôi mai cũng là phôi cừu. Đây là một cái phôi u các bạn nha. Nu một bên, hai bên đều có hai cục nu luôn. Tuy nhiên thì cái phôi này nó có lỗi là nó bị cấn đá rồi là cấn cây nên là nó bị lũa các bạn nha. Nó bị cấn đá, cấn cây nó lũa. Phần này lũa nha các bạn nha. Bị lũa. Phôi này thì quá đẹp nhưng mà nó tiếc cái là nó bị lũa các bạn. U bú quá trời quá đất nha. Bú bự cho bé luôn. Với những cái phôi mà nó hơi bị trầy rẽ trầy này mình anh em chịu khó về ủ xương cái trồng. Phôi này giao lưu anh chị em ngày hôm nay, giao lưu anh chị em mình với giá là 850 nghìn ha. Đó, anh chị em nào yêu những cái phôi này thì liên hệ ha. Số điện thoại thì em để trên màn hình nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.